Một người đẹp ngồi khóc bên đường, cảnh sát đi qua vội đến hỏi han, nhưng người đẹp lại cười một cái quái dị, ta là yêu quái không mặt. Cảnh sát sợ hãi vội chạy đi, người đẹp lên xe của anh và đuổi theo, lần nữa biến thành quái vật không mặt, cảnh sát bị dọa cho hét toáng lên, rút súng ra và bắn lung tung, người đẹp cũng bị tiếng súng dọa cho biến ngày thành một con gấu mèo. Tiếp đó anh chạy về cục cảnh sát kể chuyện vừa xảy ra cho đồng nghiệp nghe. Có phải giống như tôi đây không? Sau đó anh cảnh sát lại chạy đến cửa hàng tiện lợi, muốn nói với mọi người về chuyện quái vật, không ngờ người ở đây đều biến thành không mặt, anh cảnh sát bị dọa cho xỉu ngang tại chỗ, quái vật không mặt cũng biến thành gấu mèo và chạy đi. Và lý do mà lũ gấu mèo này dùng thuật biến thân dọa người đều là vì con người đã hủy hoại quê nhà của chúng. 2 năm trước chúng vẫn sống trong núi sâu, khi ấy núi rừng xanh mát, lũ gấu mèo có nguồn thức ăn phong phú, những ngôi nhà bỏ hoang là nơi trú mưa gió của chúng. Nhưng cho đến một ngày, một chiếc máy xúc đã phá tan nhà của chúng, lũ gấu mèo cũng chạy toán loạn cả lên, và tất cả đều là do sự phát triển nhanh chóng của con người. Bắt đầu khai phá khắp nơi, những ngôi nhà cũng mọc lên trên khắp ngọn núi, số lượng lớn động vật đều mất đi nhà, vì vậy đám gấu mèo đã triệu tập một cuộc họp, thống nhất cùng nhau ngăn chặn sự phá hoại của con người. Nhưng chỉ dựa vào sức chúng là vẫn chưa đủ, vì vậy dưới quyết định của gấu mèo trưởng lão, chúng sẽ đi tìm sự trợ giúp từ các trưởng lão gấu mèo ở những nơi khác. Cứ vậy cử đi 2 chú gấu mèo lên đường, còn những con gấu mèo khác thì đến bãi rác tìm lấy cái tivi. Bắt đầu kế hoạch nghiên cứu con người, để có thể hiểu về con người hơn, chúng quyết định đánh vào nội bộ quân địch, vì vậy gấu mèo bà đã bắt đầu truyền lại thuật biến hình đã thất truyền từ lâu. Nhưng thuật biến hình không có đơn giản, toàn bộ gấu mèo luyện tập mất đến 1 năm trời, cũng chỉ có 5 chú gấu mèo học được thuật biến thân này. Nhưng muốn thật sự hiểu về con người, thì chúng buộc phải hòa nhập vào cuộc sống con người. Nhìn những chiếc xe phóng như bay trên đường, một chú gấu mèo sợ hãi xỉu ngang giữa đường, cứ vậy biến lại về nguyên hình luôn. Có đứa thì thấy đồ ăn ngon không cưỡng lại được, cũng biến về nguyên hình. Có đứa do thời gian biến hình quá dài, không đủ sức nên cũng biến về nguyên hình. May mà trên đường có bà bảo vệ, nên chúng mới không bị lộ trước mặt con người. Bà còn thiết lập cả kiểm tra, chúng buộc phải kiếm được 10.000 yên từ con người mới tính là thông qua bài kiểm tra. Cứ vậy, chúng liền biến thành một anh công nhân giống nhau. Khi nào làm mệt rồi thì đổi đứa khác ra làm tiếp. Đứa nào hát hay thì đến quán rượu hát, không kiếm được việc thì đi chơi game, không biết làm gì thì làm hòa thượng đi xin ăn, thậm chí có đứa còn biến lá thành tiền, chạy đến đưa cho bà, kết quả vẫn là bị bà phát hiện. Cứ vậy lại 1 năm nữa trôi qua, gấu mèo biết biến hình cũng ngày càng nhiều hơn, nhưng hôm nay chú gấu mèo luôn ủng hộ vũ lực đã tìm đến trưởng lão. Bởi vì khu rừng và nó sinh ra và lớn lên đã bị san bằng đến một nửa. Vì vậy nó đã tập hợp thủ hạ của mình, muốn trả thù con người. Dù cho bà có không ngừng khuyên nhủ, nó vẫn muốn dạy cho con người một bài học. Đêm hôm đó vừa hay trời đổ mưa lớn, chúng biến thành nhân viên dẫn dụ xe lên cầu, sau đó thu hồi pháp thuật khiến chiếc xe rơi xuống. Chúng lại biến thành một cái cây đổ xuống, khiến tài xế sợ hãi trực tiếp lao luôn xuống vực. Chú gấu mèo áo đỏ thì trực tiếp biến to, che tầm nhìn của xe tải, khiến xe tải lao xuống vách đá. Hôm sau TV liền đưa tin về tai nạn liên hoàn đêm qua. Xem được tin tức, lũ gấu mèo vô cùng vui, bắt đầu hát hò nhảy nhót ăn mừng, áo đỏ cũng trở thành anh hùng của chúng. Nhưng vào lúc này tin tức lại nói, dù cho gặp nhiều sự cố, thì việc khai phá núi rừng cũng không dừng lại. Để ngăn con người tiếp tục khai phá, chúng quyết định giả thần giả quỷ để dọa cho con người rời đi. Cứ thế trên tại nơi khai phá, chúng đã biến thành đủ loại tượng Phật, rồi lại biến thành hồ tiên trên nóc ngôi đền, khiến mọi người sợ hãi vội quỳ xuống lại. Đến tối chúng lại biến thành những chiếc đèn lồng bay, khiến con người hú hồn hú vía. Nhưng những chuyện tâm linh này vẫn không hề khiến con người dừng việc khai phá lại. Thay vào đó là dựng lên mấy con đường vòng qua khu tâm linh, phòng ốc cũng được dựng lên. Vì vậy chúng quyết định ra tay với công nhân ở công trường, biến thành đồng nam đồng nữ làm loạn lên trong phòng của công nhân. Sau đó thì đột nhiên biến mất, và chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Hôm sau các công nhân lũ lượt bỏ đi hết, vốn nghĩ như vậy sẽ khiến con người ngừng lại, nhưng ai ngờ hôm sau lại có một nhóm công nhân mới chuyển đến. Cứ vậy mỗi khi chúng dọa đuổi được một nhóm công nhân, thì lại có một nhóm công nhân mới khác đến. Dần ra lũ gấu mèo cũng mất đi tinh thần chiến đấu. Với mùa đông đến, số lượng lớn gấu mèo cần phải tìm kiếm thức ăn khắp nơi để duy trì năng lượng qua mùa đông. Đợi khi xuân đến, sẽ có rất nhiều bé gấu mèo được sinh ra, nhưng con người vẫn tiếp tục mở rộng, dẫn đến môi trường sinh sống của chúng ngày càng nhỏ, thức ăn cũng ngày càng ít. Gấu mèo biết biến hình còn có thể lục thùng rác tìm chút đồ ăn, còn gấu mèo không biết biến hình chỉ có thể vào nhà dân trộm đồ ăn. Không cẩn thận là sẽ có gấu mèo bị xe cán, có con còn bị đồ ăn thu hút, rơi vào bẫy của con người. Đối mặt với môi trường sinh tồn như vậy, lũ gấu mèo lần nữa mở cuộc họp. Áo đỏ đề nghị lần nữa tấn công con người, nhưng các trưởng lão không đồng ý việc làm hại con người. Áo đỏ không quan tâm, muốn đứng lên. Lúc này, nhóm gấu mèo đi tìm sự giúp đỡ bên ngoài đã trở về. Đi theo sau còn có 3 vị trưởng lão đức cao trọng vọng. Pháp lực của họ thì khỏi phải nói, vẫy tay một cái là có thể tạo ra thác nước, chỉ dựa vào suy nghĩ có thể bay lên không trung, còn có thể hợp thể biến thành một con gà lớn. Lần này đến đây là để huấn luyện cho toàn bộ gấu mèo, sau đó đến thế giới loài người để dọa ma dọa quỷ. Cứ vậy, lũ gấu mèo bắt đầu điên cuồng tập luyện. Chẳng bao lâu, chúng đã có thể hợp thể 9 người, biến thành một con rồng cực lớn, còn có thể biến thành đủ loại rau củ quả, con người sợ cái gì thì chúng biến thành cái đó. Chỉ có như vậy mới dọa cho con người chạy đi được.
Tối đêm nay, trên đường xuất hiện một ông lão, vung tay một cái cây khô trên đường đã mọc đầy hoa. Và phía sau ông có đầy các loại quái vật, có chó biết đi, có đèn quỷ nhả ra khói, còn có hổ biết phun lửa, đại thiên cầu cưỡi lật đật nhảy trên đường. Tóm lại là một đám hỗn hợp chạy nhảy khắp đường, còn có sóng thần xuất hiện bất ngờ, khiến con người sợ hãi chạy loạn lên. Nhưng chưa được bao lâu, nước biển đã biến mất. Lúc này, vì do trưởng lão dùng sức quá đà, cơ thể không chịu được nên đã gục ngã, và mãn giả thần giả quỷ này cũng kết thúc tại đây. Lũ gấu mèo lặng lẽ rời đi, còn tổ chức tang lễ cho trưởng lão, vốn nghĩ rằng con người sẽ nhận thức được sức mạnh của tự nhiên. Nhưng không ngờ hôm sau trên TV, một ông chủ khu vui chơi lại nói màn biểu diễn hôm qua đều là hoạt động quảng bá của khu vui chơi, lợi dụng chuyện đó để kiếm ăn. Nhìn hành vi vô liêm sỉ này, áo đỏ tức giận đấm vỡ màn hình TV. Lần thất bại này lần nữa khiến lũ gấu mèo mất đi tinh thần chiến đấu. Nhìn chiếc TV chỉ biết cắn răng, tại sao lại không thể thay đổi được, cảm thấy bất lực vô cùng cực. Cho đến một ngày, một con hồ ly biết biến hình tìm đến. Nó đưa trưởng lão của câu lạc bộ mà mình mở. Sau một hồi trò chuyện mới biết rằng, chúng cũng bị con người phá hoại mà mất đi quê nhà, chỉ có thể sinh sống ở cạnh con người. Lần này mời trưởng lão đến là hy vọng ông có thể dẫn gấu mèo đến gia nhập vào khu vui chơi, lợi dụng cách giả thần giả quỷ như hôm nọ kiếm thêm được nhiều tiền, và hứa rằng chỉ cần trưởng lão đồng ý, sau này họ sẽ ăn sung mặc sướng. Sau một hồi suy nghĩ, trưởng lão đã đồng ý, nhưng trưởng lão chỉ có một câu hỏi, đó chính là gấu mèo không biết biến hình phải làm sao? Chúng tôi cũng không thể nuôi nhiều vậy được. Thôi thì cứ để chúng tự sinh tự diệt đi. Nói đúng thì đây là sự lựa chọn duy nhất lúc này rồi. Câu trả lời của hồ ly khiến trưởng lão khổ sở vô cùng. Hôm sau, trưởng lão biến thành một con mèo chiêu tài siêu to khổng lồ và đưa ông chủ vào trải nghiệm. Bên trong có đủ loại tiết mục giải trí, khiến ông chủ vui vô cùng. Mấy tiết mục này nhất định sẽ khiến ông kiếm lớn. Nhưng vào lúc này, các trưởng lão bắt đầu thi pháp, mèo chiêu tài cứ thế bay lên trời, ông chủ cũng bị ném ra. Tiếp đó mèo chiêu tài bắt đầu chiêu tài, toàn bộ tiền cứ thế bị hút sạch đi, và ông chủ vô lương tâm này cuối cùng đã phải trả giá cho mình. Nhưng tiền cũng không thể giải quyết được vấn đề căn bản. Sự khai phá của con người vẫn tiếp tục. Nhóm gấu mèo do áo đỏ cầm đầu quyết định đến nói chuyện với con người. Đối mặt với sự bạo lực của con người, chúng trực tiếp bay lên, biến thành những quả cầu lông khổng lồ, tấn công đáp trả, nhưng chúng căn bản không phải là đối thủ của con người. Toàn bộ nhóm gấu mèo dũng mãnh do áo đỏ dẫn đầu đều đã hy sinh, bị con người đánh chết. Lúc này lũ gấu mèo cũng đã không còn cách nào nữa, bị dồn vào đường cùng, chỉ có thể đến thú nhận với con người. Mọi chuyện quỷ quái đều là do chúng biến thành, chúng chỉ muốn bảo vệ quê nhà cuối cùng của mình. Nhưng con người hoàn toàn không bị sự khó khăn của chúng mà dừng thi công lại. Nhóm lớn gấu mèo mới sinh chọn rời khỏi đây, còn những chú gấu mèo lớn lên từ nhỏ ở đây, đến cuối cũng không nỡ rời đi. Lúc này, một chú gấu mèo khác đi tìm kiếm sự giúp đỡ đã quay lại, nhưng nơi nó đến sớm đã bị san bằng hết tất cả. Và nó không ngờ rằng, chỉ có 3 năm mà quê nhà của mình cũng trở nên như vậy. Trả núi dừng lại cho ta, trả quê nhà lại đây, trả sự hoang dã đây. Thấy phản kháng con người không có hiệu quả, chúng đã đưa ra một quyết định. Toàn bộ gấu mèo đã phát động sức mạnh cuối cùng, biến bãi đất trống dưới chân biến thành hình dạng ban đầu. Chúng dồn hết sức hét lên, phát ra toàn bộ năng lượng trong người. Đất trống dần dần biến thành thảm cỏ, vô số cây cối trồi lên khỏi mặt đất. Ngay cả khu đất đang thi công cũng biến thành rừng núi thanh mát. Con người cũng quay về thời nông thôn, bọn trẻ chơi đùa vui vẻ, người già thì làm ruộng. Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, lũ gấu mèo bật khóc. Nhìn bản thân hồi nhỏ với bố đã qua đời, chúng kích động lao ra. Nhưng chạy một hồi thì đám cỏ lại biến thành đất trống, ma thuật biến mất, trước mặt chỉ có một khu rừng bị tàn phá và những tòa nhà cao tầng của con người. Lũ gấu mèo thất vọng rời khỏi đây, sự mở rộng của con người vẫn được tiếp tục, và với sự bất lực, chúng chỉ có thể biến thành con người sinh sống trong thành phố. Ngày nào cũng vì kế sinh nhai mà chạy khắp nơi, và việc giả thần giả quỷ cũng đã có chút tác dụng. Con người lắp biển chú ý động vật bên đường, người dân cũng bắt đầu mang thức ăn cho lũ gấu mèo đáng yêu này. Đến tối, nhóm gấu mèo biết biến hình sẽ đến công viên, cởi bỏ quần áo con người và ôm lấy đồng loại của mình. Thực ra ma thuật của gấu mèo hoàn toàn có thể mang đến hiểm họa lớn hơn cho con người, nhưng khi biết làm vậy sẽ gây nên thương vong, nên chúng đã quyết định không làm vậy, mà muốn dùng cách nhẹ nhàng khác để dọa con người bỏ đi, bảo vệ môi trường sinh sống của mình. Đúng là con người mới chính là mối nguy hiểm nhất, mọi người có thấy vậy không?